đối với một số người thật khó để chấp nhận ý tưởng về một dịch vụ âu yếm chuyên nghiệp. Nhưng công việc kinh doanh này đang trở nên phổ biến ở Nam Phi. Một công ty có tên Pro đang dẫn đầu xu hướng. Công ty này do Florence Leswalo thành lập. Bạn biết là có thành ngữ phải cần đến cả làng để nuôi dạy một đứa trẻ. Nó phản ánh truyền thống văn hóa châu Phi. Vì vậy, điều gì xảy ra cho những người khác? Tôi rất quan tâm. Vì vậy, vâng đó là một công việc kinh doanh theo nghĩa là bạn đang thuê người làm việc và bạn phải trả tiền cho họ nhưng các giá trị cốt lõi đến từ văn hóa của châu phi đó là ubuntu ubuntu là một triết lý của châu phi về tình bằng hữu liệu pháp âu yếm chuyên nghiệp cũng được cung cấp ở các quốc gia khác như hoa kỳ và nó bao gồm một hợp đồng giống như hợp đồng do laswalo cung cấp chị cho biết hợp đồng quy định rằng Cả khách hàng và người âu yếm có thể chấm dứt ngay buổi trị liệu nếu một trong hai bên nói rằng họ cảm thấy không thoải mái. Follow cho biết cho đến nay vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra. and Đây là một trải nghiệm được cá nhân hóa mức độ cao, và đó là một trong những lý do người ta tìm đến dịch vụ này. Và lý do chính, theo tôi, là vì cô đơn. Chúng ta sống trong một xã hội mà sự cô đơn rất phổ biến. Mọi người ai ai cũng vô cùng bận rộn, và họ cũng không thực sự có ai để cùng trò chuyện. Theo Les Wallow, công việc kinh doanh đã phát triển nhanh chóng trong năm qua. Từ việc có một vài yêu cầu một tuần, đến bây giờ có hai đến ba cuộc hẹn âu yếm mỗi ngày. Chị nói rằng nhân viên của chị cũng đã tăng lên khoảng 50 người. Nhà tâm lý học Anilo Siswana nói rằng ông hoan nghênh hình thức trị liệu này và nói rằng nó cũng góp phần truyền bá Ubuntu. Tính chất của Ubuntu liên quan đến việc chăm sóc người khác, liên quan đến tình huynh đệ tỉ muội và đối với tôi đó là cách chuẩn mực để đảm bảo rằng ngay cả loại hình dịch vụ này cũng là một biến thể của Ubuntu. Điều khác biệt duy nhất là đó là một không gian đáng tin cậy, bạn phải trả tiền cho nó. Nhìn vào hoạt động kinh doanh của Laswallow, chúng ta có thể thấy dịch vụ ôm ấp vốn không đơn thuần chỉ là những đụng chạm thể xác đang ngày càng trở nên phổ biến với người dân Nam Phi như một cách tìm kiếm người bầu bạn và kết nối giữa người với người.